Công ty trách nhiệm hữu hạn Xanh Răng Vina có địa chỉ lô H1, khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất và gia công các loại băng, phim, xốp có tác dụng để lót, đệm, cách điện, cách nhiệt, chống thấm, giảm chấn, bảo vệ màn hình, các phụ kiện khác dùng cho xe ô tô, điện thoại di động và các thiết bị điện tử. Hiện tại công ty đang có khoảng 5.000 công nhân viên đang làm việc. Làm việc trong môi trường điều hòa thoáng mát, không phòng sạch, công việc chủ yếu ngồi làm lắp ráp và sản xuất linh kiện điện thoại. Hiện công ty đang tuyển dụng khoảng 500 lao động thời vụ đi làm ngay có thể làm lâu dài, yêu cầu nhanh nhẹn, chăm chỉ, có thể tăng ca hàng ngày và làm thêm ngày chủ nhật. Công ty có hỗ trợ test COVID miễn phí cho người đi làm. Thu nhập trung bình đạt 8 đến 10 triệu trên tháng, đã bao gồm cả làm thêm giờ. Trong đó lương cơ bản 4 triệu 200 nghìn, phụ cấp 800 nghìn, bao gồm phụ cấp chuyên cần, sinh hoạt và kỹ năng. Được tăng ca 2 đến 3 giờ trên ca, làm thêm ngày chủ nhật 200% lương. Công ty bao ăn các bữa trong ca làm. Hiện công ty chưa có ký túc xá, tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, việc tìm nhà ở gần công ty khá dễ. Vậy ở Xanh Răng có những điểm nổi bật sau, là công ty điện tử, được làm ngồi, công ty tuyển dụng thời vụ làm lâu dài, được tăng ca nhiều, và làm thêm ngày chủ nhật. Đây sẽ là lựa chọn tốt cho các bạn đang tìm công việc thời vụ tại khu vực Bắc Ninh. Qua video TikTok của Sao Phương Bắc, thay vì đến tận nơi, các bạn có thể tiếp cận trực tiếp với rất nhiều thông tin tuyển dụng ngay tại nhà, một cách dễ hiểu và nhanh chóng nhất. Liên hệ với Sao Phương Bắc để được hỗ trợ công việc phù hợp. Bạn là nam hoặc nữ muốn tìm công việc ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Sao Phương Bắc đang có sẵn. Thậm chí bạn là cặp nam nữ muốn làm cùng nhau, Sao Phương Bắc cũng có thể giúp hoàn toàn miễn phí và đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi làm việc. Cảm ơn các bạn đã xem video.